Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chúng ta nên dựng bằng to mê rin bà dựng to bì sạp đà môn ta dựng nơi cầm phung nì dì ông bì Isra nâng mi'raj rô bà nabi dựng Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta tệ tổ nâng akida rư cò cô chùm nư rô bà dựng tha ta dựng miên chùm nư bạp nà mình mên dựng con cả tăng tha quát Isra mi'raj lang tê lơ tê dô sâm phai giang bà nâng cụp con tê còn đấy dựng miên cô chùm nư tha ta dựng trời chư bạp nà dân trắc đăng ở vậy khá tệ tổ nóng chùm nứa Isra Mi'raj rô bó nabi sallallahu alaihi wa sallam shukran sắp ra môn dược man lợi vô hadith đây là nabi sallallahu alaihi wa sallam lang chi bù rọ hai dân man nì dê tệ tổ nâng rương bù rọ nâng mình lẹ khá yàng mách hai dân có mình ai vô ca sà mai rô bó dân dược mà cu trên chì rụp ọt ai tì bố cà lần nực mến kì cu trên chì rụp say hay máu mốc mà nữ đôi chì mà nữ say miên sọ về như dân tử nụ con tay chìa ca sà ma ạch mắp mình ác nè nhạt dương con tay đăng tha vi chì miên lệ cái nạ sở điên nâng say thông chì sát lia bằng tịch hay tô chì sát xa hay bò sò bạn đã cầm rất nề ca lươn nó bảo viên nó mùi chùm hiên nó bảo viên mà nắng vì mơ đó trầm ná mà nên mùi đặt cho tôi phần này bảo viên vì mơ đó trầm ná mùi chùm hiên viết đó trầm nắng mùi chùm hiên đó trầm nắng cứ lươn mềm tên cứ lươn mềm tên trong thai dân dục mà cu chân chỉ rút miền slap miền ấy cứ mình trầm trời tế sắp ta chỉ rướng đại bật đích sắp ta chỉ rướng đại của họ bọc pra sắp ta chỉ rướng của họ bọc pra đại dương không niệm chỉ Muslim không niệm chỉ nét đại miền cô chúng nuôi chim lót chỉ nét đại miền cô chúng nuôi trầm trớ dương mình trời chưa dương mình trời chưa hai con mình trời bằng hai lối rồi xa ta tên rụng nâng vô mà tăng này tên rụng nâng vô mà tăng này hai dân là miền Hadis chỉ tràn tiệt đại bình chế ông Pi Pratika Isra nam vô Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam trong nước miền Hadis đại miền Katra trong sự phơi cùng nó tra Hadis sai tăng Pi và đây là sai Bukhari nước Muslim nước miền trong sự phơi cùng nó tra Hadis Sunan sai tiết đôi chia Sunan Abu Dawud Sunan Tirmizi Sunan Nasa'i Sunan Ibn Majah rồi trong miền trong sự phơi cùng nó tra Hadis sai tiết chỉ tràn phong đại và đây tại tôi nước rước Isra nghe nói nước miền bắc tịch miền Hadis mình chia rước nước tràn thay rằng mấy rằng mấy lang chọn tìm mua chụp rằng mấy chọn tìm bia chụp rằng mấy còn ta ở vây đại dương dục mộc sắc san ở bên ní cứ tệ tô nâng cô chùm nưa rồi bỏ dương thay dương tử chưa bạp nà dương mình mê con ta chọn đăng ta Allah á nà bí lang ta lơ mê ta chụp Allah dục con dục ta xâm bài yắn và nâng cực con hồi tì hai hadith ní đáy miên sahabat radiyallahu anh hôm chỉ tràn miên chùm nôn rồi hốt đo tơ chiêng sàn sầm nẹ đại ban nôm sẽ cái đây đề ca mà ông bí nà bí xoay xàm bà này là miên hadith đại sahabat nì dê rương ní rốt đo chiêng sàn sầm nẹ hay hạt đít miếng chả mình tên chẳng mình ai chặt tục tha ca này gì rước Isra mẹ rồi bọn nà vì nó chỉ rương nị tiền rước cơ chỉ rương đại bật đất là mình mến chỉ cạp kết bàn thế vì bố cứ chỉ hạt đít đó sợ hết hạt đít là trầm trớ hay nét đại nôm sẽ cái đề ca mà nó miếng lệ cái này chả hơn đại nôm ở dưỡng mình miếng mình tớ sang sài bàn vô chung ca mình nét dưỡng ai tha sang sài bất nè đọc bê rô hô đọc chả hơn nhé liên lên sẽ là chiêng san xong nè còn là gì rương nắng cứ bàn này tham mình ai chỉ rương mũi đá đặt bàn thế mà tao mà tiết miên ola mà chỉ tràn ru đại miên tại lo đại tăng chủng luôn mà em miên ola mà tràn miên tên đại ban non sẽ đây đi cả hadis này bằng to mà tiết còn em miên ola mà tràn đại ban ai cho phim cái này vô thá Isra nâng mẹ rõ nhí miên mềm đôi ở vậy đại riêng rõ nâng hadis hai nom sẽ đề cập hadith mà sẽ ta chỉ hadith đã sai
បណ្ដាសាសនាវិទូមូស្លីមនៅគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បានបញ្ចេញទស្សនៈតែមួយដូចគ្នាបានថាអ៊ីជម៉ាអាយកភាពគ្នាថាទាំងអ្នកចំនួនដើមនិងអ្នកចំនួនក្រោយរហូតដល់បានកាត់ឡើងនៅទស្សនៈជាឯកច្ឆន្ទដែលគេហៅថាអ៊ីជម៉ាថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រានាំយករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះសាល្លាមនេះគឺជាការពិតចាំអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាឧឡាម៉ាទាំងអស់បានឯកភាពគ្នា ក្នុង ចំណោម សាសនា វិទូ មូស្លីម ដែល បាក់ បញ្ជាក់ ថា មាន ការ ឯកភាព គ្នា រវាង សាសនា វិទូ ទាំង អស់ ក្នុង ទស្សនៈ ជា ឯកច្ឆន្ទ នោះ គឺ មាន លោក អាល កូឌី អាយ៉ប ក្នុង សៀវភៅ ឯកសារ របស់ គាត់ ឈ្មោះ ថា អាស-ស៊ីហ្វា និង លោក អាស-សាហ្វារីនី ក្នុង សៀវភៅ របស់ គាត់ ឈ្មោះ ថា លវ៉ាមីអ៊ុល អាន់វ៉ារ លវ៉ាមីអ៊ុល អាន់វ៉ារ ជឹង មាន នឹង មាន ឧលាម៉ា ជា ច្រើន ទៀត ដែល យើង គ្រាន់ តែ លើក យក ខ្លះ ខ្លះ ហើយព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអែលនេះគឺនាំយករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះសាល្លាមទៅទាំងរូបកាយរបស់លោកនិងពលឹងរឿងរស់បានទៅទាំងខ្លួនស្រស់នេះឈាមស្រស់សាច់ស្រស់នឹងទៅមិនមែនជាការដេកយល់សប់មិនមែនជាទៅតែពលឹងអល់ឡោះដកយកពលឹងដើរទៅហើយខ្លួននៅទឹកដីមកកាអត់ទេគឺទៅទាំងខ្លួនប្រាណសាច់សោះឈាមស្រស់នឹងទៅហើយទាំងពលឹងទាំងញវ៉ាទៅទាំងអស់ទៅតែម្ដងនេះជាគោលជំនឿរបស់អាហ្លីស៊ុនណាហ៍ វ៉ាល់ជម៉ាអ៍ដល់ក្នុងស្ថានភាពដឹងខ្លួនមិនមែនជាការយល់សប់នោះទេប៉ុន្តែដឹងខ្លួនដោយធម្មតាមិនមែនជាការយល់សប់ការយល់ឃើញបែបនេះគឺយោងតាមការបញ្ជាក់នៃភស្តុតាងដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះហើយនឹងជាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់បណ្ដាសាហាបាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុមជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់សាសនាវិទូមូស្លីម ក្នុងអាលីសុណាហ៍វ៉ាល់ជម៉ាអ៍ព្រមទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវមូស្លីមជាច្រើនទៀតបានទេទស្សនៈដែលយល់ថានាប៊ីទៅទាំងខ្លួនប្រាណទៅទាំងញាវើទៅទាំងអស់សាច់ស្រស់ជាមស្រស់នោះគឺជាទស្សនៈរបស់សាហាបាត់ដែលយល់ឃើញឯកភាពគ្នាហើយជាទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់មានការឯកមានការឯកភាពគ្នាលោកអ៊ីបនុអាប៊ីលអ៊ីសអាល់ហានាហ្វីជឿបញ្ជាក់រឿងនឹងខ្លាំងសង្កត់ធ្ងន់ដល់ដែរពីព្រោះ មានក្រុមមួយចំនួនដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាក្រុមវិទ្យាថានាវីទៅលក្ខណៈដូចយសបថានាវីទៅគ្រាន់តែទៅជាលក្ខណៈពលឹងទេទៅមិនមែនទៅទាំងខ្លួនប្រាណទេមិនមែនទៅទាំងខ្លួនប្រាណទេបានន័យថាប្រសិនបើគ្រាន់តែជាលក្ខណៈយសបបើគ្រាន់តែជាលក្ខណៈទៅតែពលឹងមិនទៅខ្លួនប្រាណវាគឺជាមុខជាសត្វមួយដែលអន់ វាមិនអាចខ្លាយទៅជាមុខជាសត្វដ៏អស្ចារ្យទេឃើញទេពួកដែរយសបនៅណាក៏អាចទៅយសបសម័យឃើញទៅណាទៅណាមកភ្លេតមកវិញហ្នឹងមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាដែរយសបជុំកាលទៅនៅណាពងចាមពងឆ្នាំងពេញឯណានោះទៅជុំកាលធ្វើរឿងឯណាមួយដ៏អស្ចារ្យមួយនោះភ្ញាក់ឡើងនៅកន្លែងនេះដែរឃើញទេចុះមានអីដែលរឿងអ្វីដែលអស្ចារ្យទេ គេអមានរឿងអីដែលអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងបញ្ជាក់រឿងនឹងបន្ថែមទៀតបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងបន្ថែមទៀតជឹងអ៊ីម៉ាមអ៊ីបនុអាប៊ីលអ៊ីសអាល់ហានាហ្វីគាត់បាននិយាយថាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវតេតតូនៅហាឌីសអ៊ីស្រ៉គឺរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល្លាមត្រូវបានអ៊ីស្រ៉នាំយកទាំងរូបកាយរបស់គាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដឹងខ្លួនពីមស្ជីដអ៊ុលហារ៉ាមទៅមស្ជីដអ៊ុលអក្ស
đòi bình chạy thái tô sản này cứ chiếc tô sản nạ rõ bó sà sản nạ vì tù muslim tu tử chắp tăng pi sahabat rồi hốt đón nhẹ chùm non kào cót ban như dây thả sà sản nạ vì tù muslim nơi chùm non ta ấm nâng bóng bó muslim tưởng ơ ban bình chân tô sản nạ chỉ ai cái chăn thả Isra cứ nôm dục nà bí sà lô sản tư tàng rụp cài rồi bỏ lốt nâng bỏ lưng rồi bỏ lốt bà này từng ru từng nhờ vớ hai tô sản nạ ní cứ chiếc tô sản nạ đại trâm tử chiếc tô sản nạ rõ bó Ibnu Abbas mà đây sahabat chúng Ibnu Abbas jual thành chấp này rồi bỏ Jarir chân Jabir Jabir bin Abdullah chia sahabat chia tu sena rồi Anas chia tu sena rồi bỏ Huzaifah chia tu sena rồi Umar rồi Abu Hurairah Malik bin Sa'sa'ah Abu Habbah al-Badri Ibnu Mas'ud Ad-Dhahhak Sa'id bin Jubair Qatadah
Ibnu Musayyib, Ibnu Syihab, Ibnu Zaid, Al-Hasan, Ibrahim, Masruq, Mujahid, Akrimah, Ibnu Jurayj. Hai vi ku chi te vi ku chi phoh tang control le tosna roba Aisha radhiyallahu anha phoh dai. Sasna vitu muslim chi chran do chi Imam At-Tabari, Imam Ibnu Hanbal ning neak phsein chi chran tiet prom tieng sasna vitu muslim tieng chumnuan krao chi chran phoh dai. Mien do chi ulama fiqh, ulama hadis, ulama kalam ning ulama tafsir sat ta mien tosna do khni, sat ta mien tosna do khni. បានទេថាដោយសារតែមានកបញ្ហាខ្វាយយបគ្នាទើបយើងនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំកុំអីដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំមានសាសនាវិទូមួយរូបបានបដិសេធចំពោះទស្សនៈដែលយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រោនេះកើតឡើងពីដងដោយប្រាប់ពាក្យសម្ដីដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាជាការត្រឹមត្រូវដែលបណ្ដាសាសនាវិទូមួយមុស្លីមជំនាញខាងអ្នក នៅមក្កាបន្ទាប់ពីទទួលដំណែងជានាប៊ីជាការគូឲ្យចម្លែកចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអែលនេះកើតឡើងជាច្រើនដងតើគេគិតថារាល់ពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះគេដាក់កាតព្វកិច្ចសាឡាត់ 50បន្ទូបន្ទោយដល់ខ្ញុំបំរើរបស់យើងដែររួចហើយគេធ្វើដូចនេះម្ដងទៀតដោយដាក់កាតព្វកិច្ចសាឡាតឡើងដល់50វិញរួចហើយបញ្ចុះម្ដងដប់ម្ដងដប់ទៀតម្ដងទៀតឬបានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាជនេះអានេះសរុបសេចក្តីទៅ បន្ទាប់ពីយើងអានឲ្យវែងមិញថាអ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាជនេះមានតែម្ដងគត់មានតែម្ដងគត់នេះក៏ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានលើកទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាម្នាក់ដែលគាត់និយាយក្នុងន័យបដិសេធចំពោះអ្នកដែលនិយាយថាច្រើនដងឬក៏ពីរដងតែដំណើរដែលគាត់អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងទេប៉ុន្តែឡើងទៅលើមេឃហើយចោះមកជួបនប៊ីមូសាឡើងទៅវិញចង់ជួបមូសាគឺជារឿងតែម្ដងទេណាណា ជារឿងតែម្ដងទេមិនមែនច្រើនដងទេតែម្ដងពីព្រោះប្រសិនបើច្រើនដងទៅសុំម្ដងឡើងទៅ 50 ចាំមកថយថយថយឡើងទៅដល់ដែរវាអត់ត្រូវវាអត់សមហេតុផលវាអត់សមហេតុផលនេះយើងហៅថាអ៊ីស្រោយើងហៅថាអ៊ីស្រោទៀតនេះអ៊ីស្រោនេះ បើយើងនិយាយពីនិយមន័យវាថាគឺការធ្វើដំណើរពីមស្ជីដុលហារ៉ាមទៅមស្ជីដុលអកសទៅមស្ជីដអកសនៅបៃតុលមកឌីសគឺបៃតុលឡោះអលហារ៉ាមនៅមក្កាទៅបៃតុលមកឌីសនៅប៉ាឡេស្ទីនមស្ជីដអកសតទៅពេលមិរ៉ាជឥឡូវយើងចាប់តាមនិយាយអំពីមិរ៉ាជម្ដងមិនអ៊ីស្រោឥឡូវយើងនិយាយពីមិរ៉ាជម្ដងការនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍មិរ៉ាជ គឺជាដៃគូនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអែលបែរណាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិរ៉ាជនឹងគឺជាដំណើរដែលគូនគ្នាគាត់អ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅយប់ពីមក្កាទៅបៃតុលមកឌីសហើយគាត់មិរ៉ាជឡើងទៅលើមិរ៉ាជបានន័យថាឡើងលើមិរ៉ាជបានន័យថាចិត្តដើរឡើងទៅលើក្នុងការលើកយកភស្តុតាងនិងសម្ដីរបស់សាសនាវិទូមូស្លីមហ្នឹងគឺជារឿងតែមួយដូច្នេះជាការល្អគួរលើកយកនិយមន័យនៃពាក្យនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ចឹងយើងឲ្យនិយមន័យថាមិរ
ពីពាក្យអូរូជដែលមានន័យថាឧបករណ៍ដែលគេប្រើសម្រាប់ឡើងទៅលើមនុស្សជំនាញឧបករណ៍ដែលគេដាក់សម្រាប់ឡើងទៅលើអាចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺឲ្យថាឧបករណ៍ដែលគេដាក់ឡើងទៅលើគេហៅថាអូរូជហ្នឹងហៅថាមិរ៉ាជហ្នឹងដូច្នេះគេប្រើវាដូចជាជំនាញដូច្នោះដែរបើប្រើវាជំនួសឲ្យដូចពាក្យជំនាញតែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាវាមានរូបរាងឬលក្ខណៈយ៉ាងណានោះទេដែលណាប៊ីឡើងទៅលើតាមមិរ៉ាជហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគេថាអាចដូចជាដើរប៉ុន្តែត្រង់ថាលក្ខណៈវាយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះអាឡាំឡើងមានកម្មអញ្ចឹងឬក៏អត់កម្មឬក៏ឡើងដូចជាដើរយន្តឬក៏មិនយ៉ាងម៉េចនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេគាត់ដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ដែលគេយកមនុស្សឡើងទៅលើ
đôi chị đào nhé ế sát sát bù rọt nưng có chi pi mà cá từ Palestine trâm năng trâm năng về lang từ lỡ ở chi ấy thì lang từ lỡ cứ chi mẹ cứ ta tam mẹ ro cho nưng ta tam à phơi được coi chị đào lang từ lỡ nưng ai ta chị đào dân được coi rằng mấy Allah ạ làm được chưa này nếu bé kia này dây biển mẹ rõ nếu không chú bác cứ kê sầm náy lơ ca lai rồi bọn Nabi sallallahu alaihi wasallam đòi ruộng đồng náy chú mùi Jibreel thế nên lai tới chú mùi ruộng náy chú mùi Jibreel bí Baitul Maqdis Baitul Maqdis nơi Masjid Aqsa nơi Palestine chú ta căn mệt chọn tì mùi bà tọc mò tiết ta căn mệt bà tọc bà tọc chọn tì bì là hốt ta đó chọn tì bông bờ nâng ca khơi bọn ta Nabi alaihi wasallam nơi lơ mê chẳng nụ nâng ca ao xà lam nó bị gặp chút của ai xà lam tới chung phụ quát hai nâng phụ quát xoa công chung phụ là vì mình sallallahu alaihi wa sallam alaikum salam bằng tốt mặc tiệt lúc mạng bằng to là rồi hốt đó Sidratul Muntaha tốt mở rồi hốt đó chọn tìm bằng hãy bằng to là từ tiết cái đó tới Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha Sidra ní bởi dân prai chi phía xa cứ đam bất tri, bữa nay trăng tha miền lệ khán giả mấy Allah hòa làm, cái này chúa biết đam bất tri, cứ chưa cần lại muốn để ở miền này tới đào thì ở miền này nè tới đào thì hai nơi tin đồ đấy, lục ban khơi lục biên bất rubờ Jibreel alaihissalam, chứ nơi cái này nó Allah ban ao Jibreel đồng này khơi lục biên bất tới hai ao Nabi sallallahu ban mở khơi lục biên bất rubờ Jibreel bản thân mà Allah mặt đã cả tập cây xà lan trăm phêl nó không giúp nó phỏa đại bản thân thạng đồ dựng đấng này tập thì hà sập cho mọi hội đoàn xó trăm phêl là trăm phêl nó xa nâng hà sập trăm phêl nó xa nâng hà sập nơi giúp nó đấy Allah ban miết một tu đập to tới căn Nabi dưỡng xa lời xảm chứng cô dùm nưa rồi bà dưỡng Nabi lan tới đó nâng hay nì dưới chú mươi nâng Allah đập to nì dưới chú mươi nâng Allah đập to Nabi dương sau này sang cái máu lúc có bàn cho một đầy bình ta máu có chập phía cách cho một đầy bình hai prét ca mẹ rõ nhí cát láng nơi giúp chì mùi đừng prét ca Israel và Israel nâng mẹ rõ nhất đâm lại tới chì mùi kì nì đâm lại tới chì mùi kì nì còn là Israel kênh dây thập bì Masjid Haram mà cát từ Masjid Aqsa nơi Palestine nơi Palestine hai đâm lại láng tới lưu mấy dưới hai tháng mẹ rõ hai tháng mẹ rõ hai nơi khi nông kỳ ta nông xuân á bà nơi khi nông Cô-ran nông xuân á miên phó tăng chế chá bằng chế ông Pi Prat ca mẹ rõ nhỉ bà nơi đốt nâng rương Israel đài đốt nâng rương Israel đài chúm nay nơi khi nông công Pi Cô-ran miên ca bằng chế Pi Sa Nhan thông thông chế chá đài Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ban chú bà tế nơi khi nông giúp mẹ rõ nhỉ chứ Allah bà nơi dịp ra bà nơi chú bà nơi khơi nhỉ khá nâng nơi trong Quran Allah ban miệng tụt ta afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh ghashas sidrata ma yakhsha ma zagha al basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra mana ta đức này ta puak ne patisait nung ke chúng tôi ở đây đã kể khởi rứ hai chi ca bật nạ kể bàn khởi rụng Jibreel chỉ thamay một lòng tiền là khởi rụng Jibreel nếu ai sẽ đưa tên môn ta hà đại sinh đưa tên môn ta hà mà nhớ nè hai trong bằng chọc này mê đại anh nói hai trong bằng chọc này mê chọn tìm bằng phần này mê chọn tìm phần hai bằng là sinh đưa tên môn ta hà nếu cần lại nụ miên than su mạ hòa than su đã ăn mà tặng nếu bế đại bình lưu rồi bỏ Allah nâng bản nam mà lại cắt cổp đồn tập lờ Sidratul Muntaha nó nâng ở vây đã cổp đồn tập khả nạn nó Muhammad ban nghĩa mờ mình là nghĩa mờ cho mình sẵn nâng bản ban bằng biên lời chỉ ca bất nạ kế ban khơi anh phó tạng đã thông mùi chùm nuôn này mà chạc rồi bỏ kì hay đài tam cô chùm nưa rồi bỏ dưỡng tha là vì sao lời sẵn ban khơi Allah là vì sao lời sẵn ban khơi Allah ก็ปัญญาเมียนกาควายจะบอกที่นี่ท่าตาเคยแบบหนาเคยแบบเนยบอกก่อน
ឬក៏ឃើញយ៉ាងម៉េចនឹងមានការខ្វែងយោបល់គ្នាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាដោយសារតែអល់ឡោះសុបានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរអាននៅពេលដែលយើងរៀនប្រវត្តិនប៊ីមូសាដែលនៅពេលដែលនប៊ីមូសាគាត់សុំមើលអល់ឡោះយើងបានឃើញបាននេះណាអល់ឡោះប្រាប់ថាឲ្យមើលទៅភ្នំប្រសិនបើភ្នំនឹងអាចនៅបានគាត់នឹងឲ្យឃើញគ្រាន់តែគាត់តាយ៉ាលីបានបង្ហាញអាពន្លឺបន្តិចមកលលាយភ្នំអស់លីងលេភ្នំអស់លីងអញ្ចឹងមកអល់ឡោះសាតាបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាមិនអាចឃើញទេអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះមកមានការខ្វាយរបស់គ្នាថាតើឃើញនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរអាននេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់អំពីប្រការដែលទ្រង់បានប្រទានជារង្វាន់ដល់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាំក្នុងយប់មិរ៉ាចដូចជាការមើលឃើញរូបរាងពិតរបស់យីប្រេលនៅត្រង់សិទ្រតុលមុនតាហាការឃើញសិទ្រតុលមុនតាហាហើយទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់លើវាដោយអ្វីដែលទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់បានថាអល់ឡោះឲ្យឃើញអ្វីៗស្រាប់សាច់តែគាត់ចង់ខ្លាចតែអល់ឡោះចង់ទៅតាមកិច្ចការដែលទ្រង់របស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានចង់អ៊ីបនុអាប់បាសនិងម៉ាស្រូកបាននិយាយពន្យល់ថាទ្រង់បានគ្របរំដប់វាដោយព្រំមាសឲ្យមានឃើញមានព្រំមាសឲ្យអីចឹងទៅហើយចំណែកនៅក្នុងសុណាស់វិញមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍មិរ៉ាចនេះជាលក្ខណៈលម្អិតនៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនក្នុងនោះមានហាឌីសអានេសដែលបានលើកឡើងខាងលើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រ៉ាដូចមានបញ្ជាក់ស្រាប់តើតើនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រ៉ាបន្ទាប់មកនប៊ីសុលសាន់បានបន្តថាثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادم فرحب بي ودعا لي بخير معناها ថាបន្ទាប់មកគេបាននាំយកពួកយើងទៅលើមេឃហើយបន្ទាប់ពីគាត់ជីបុរកទៅចងបុរកនៅនឹងវិញម៉ាស៊ីនអក្សរហើយក៏ចូលសម្បះយ៉ាងមិនចឹងតើពីសម្បះយ៉ាងហើយយីប្រេបានបង្ហាញស្រាហើយនឹងទឹកដោះគោតមកនប៊ីជ្រើសរើសយកទឹកដោះគោហើយក៏យីប្រេបាននាំឡើងទៅលើមេឃដោយអត់ជីបរោទេនាំឡើងទៅលើមេឃហើយជីប្រេក៏បានសុំឲ្យគេបើកទ្វារដល់ទ្វារជាន់ទី1ដល់មេជាន់ទី1សុំបើកទ្វារច្រកតាមច្រកចូលសុំបើកទ្វារអ្នកជីមទ្វារសួរថាអ្នកជីណែណាណាគេហ្នឹងជីប្រេឆ្លើយជីប្រេខ្ញុំគឺជីប្រេតែមកនេះជាសុជីវធម៌ជាសុជីវធម៌របស់យើងទៅកន្លែងណាមួយដែលមានការបិទបាំងឬក៏មានទ្វារមានអីចឹងដាច់ខានយើងមិនអាចចូលទេតោះតែសុំអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គេសិនហារ៉ាមចូលអត់មានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះហើយបានស្រែកសួរអូអាម៉ាត់នៅអត់អត់មានទេតើណាអត់បានទេច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតទេគេច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតហើយទៅដល់សុំអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះអាចតាមរយៈការគោះផ្ទះអាគោះតាមរយៈការស្រែកហៅហើយកុំនៅចាំពីមុខមាត់ទ្វារជួនកាលខ្លាចគេបើកទ្វារមកយើងឃើញអ្វីដែលគេមិនចង់ឲ្យឃើញតើណាអញ្ចឹងយើងនៅជំហៀងទ្វារគោះទ្វារសំបើគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលសំចូលគេមិនអនុញ្ញាតត្រឡប់មកវិញហើយពេលត្រឡប់មកវិញអត់មាននឹកឃើញចិត្តអានេះអញក្រចង់ជួបវាបន្តិចមកអត់មានចិត្តចឹងព្រោះច្បាប់មិនជារបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាដល់ប្រាប់ក្នុងកូរអានដល់ប្រាប់ក្នុងកូរអានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតហើយមួយទៀតនៅពេលជាសុជីវធម៌នៅពេលជាសួរអ្នកណាកុំឆ្លើយថាអញឬក៏ខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាដោយសារគេអត់ដឹងអ្នកណានោះមកជាសួរអ្នកណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយប្រាប់គេនៅឈ្មោះនេះជាសុជីវធម៌គេសួរណាគេខ្ញុំឬក៏លិនអាហ្នឹងអត់មិនមែនជាសុជីវធម៌ទេតែយើងឆ្លើយឈ្មោះប្រាប់គេទៅលិនឈ្មោះមូហាម៉ាត់លិនឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះលិនឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលលិនឈ្មោះអីចឹងទៅញ៉េបើគេបើប្រាប់ឈ្មោះគេមិនស្គាល់ទៀតប្រាប់អារហស្សនាមរបស់យើងដែលគេស្គាល់ឬក៏ងាររបស់យើងដែលគេស្គាល់នេះជាសុជីវធម៌ឃើញ
chứng cờ Jibreel có chai thật nhóm Jibreel nhóm Jibreel ở mình chai thật nhóm một mắt ở đây nhóm Jibreel chứng Giê-xu tiết thà nè nà mò cho mùi nâng khinh mò pì nè nà mò cho mùi chứng có chai thiết Muhammad ở mình chai thật phụ mạ rồi còn nè nà ở đây chai thật Muhammad chứng nè Jib nó xu tiết thà ở kia bàn bà cô đồng này áo ấy bà này khai chứ nè bí ấy lấy đó về nó đó bế lên bà nè bí trong cầu chỉ là vì trong cày đại là bầy chẳng nơi lợn đây nâng lợn mệt xưa thá ta kia bực ban bạc cô đồng này mà đòi tế lên chứng chỉ biết ban trai thá kia ban bạc cô lao vậy ban này có ban can đồng này như ngay đồng này chưa ra sâu chưa ra sâu thì nếu có tới ban kia bài ỏi khả năng nấu dường nhóm có ban chuốc Adam bây giờ lai ông châu tôi chuẩn bị cho tìm mùi nữa có ban chuốc là bị Adam alayhi salam quất có bàn xoa côm dương nhom hai có bàn xong tụ ào o o ở nhom tiếp theo nó ca chu dương mình miên à vây đã cầm nót chứ mà tha chu tay nhà vợ rứa có chu luôn pran thì bàn tay dương đăng tha chỉ cất ra rồi bảo Allah subhanahu wa taala có ai thua vây bàn được không thấy nhé ai thua vây bàn được không chứ ai tha Allah ao khơi chu mình được bật bàn tay mình mến bàn này ta phụ quát nơi miền chỉ vật tỷ, phụ quát bàn sạp ở hời, lượn lên tay này nãy gì, Nabi Isa alaihi salam, lượn lên tay, Nabi Isa alaihi salam, mình bắt đầu bị chụp Nabi Adam ấy, có xoa cùng cái này, xong tụi ở cái này, xong tụi ở cái này, bắt đầu máu lộ bàn pháp ông pi đầm na lang từ lơ mê chỉ tràn tròn. Nên ca chuốc bật na là vì bạn này lại lực bị mà tròn thì môi chuốc mới tròn. Bạn đấy dưỡng ở đây rộp lòng ắt. Tại sao ấy? Tại sao vì mình tệ tôi nâng cô chùm nưa rồi bà dưỡng. Cô dưỡng riêng riêng nâng bị cô chùm nưa. Cô chùm nưa rồi bà dưỡng chưa tham ách. Là vì thôi đồng nào tới đại bích bà cót. Tới tàng khôn phá nâng nhờ vỡ. Hãy bạn chuốc này đi chuốc này. Chuốc bích bà cót mến. Chuốc bích bà cót mến. Tất mắt lúc bạn bắt đầu đồng nào lãng tới lời mê chỉ tràn chuẩn nâng ca chú bọn nà bí bọn tất mắt tiết lúc bạn này dì thác xung mà dà bà bí ý là sức ra tìl môn thà và ý dà vò rà cú hà kà à dà nil phil và ý dà thì mà rù hà kà l'tilal qò là phà lâm mà gò xì yà hà mình àm rì lâm mà gò xì yà hà tà gây yà rật phà mà à hà đôn mình khà l'tilal yà sà tiêu ây yàn à tà hà mình hús nì hà phà ọc allahu ilayya mà au hà ففرض علي 50 صلاة من كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة رواية إمام مسلم من طب ما kế bàn nôm khi ông tôi đó xếp ra tôi muốn thở và này lăng lơ bị chọn tìm bằng bơ tôi tiếp tới đó thua đồng nào tôi đó xếp ra tôi muốn thở và này nó không giúp được ai nè nó không giúp được ai nè là tôi đó xếp ra tôi muốn thở hai vì miên xếp ra những tham mình chỉ đào mấy cái đào một tìa vì miên xếp lắc đôi chỉ xếp lắc tôi chết đồng rầy bao nhiêu thông thông mình xếp với mình tôi bằng bằng đi đây dưỡng bằng xếp lắc tôi chết đồng rầy thông mình thì bằng xếp chết đồng rầy hai phai rồi bao nhiêu nưng phai rồi bao nhiêu nưng đâu chỉ thùng tật thùng lại tật bận thùng lại tật bao à thùng thầm thầm á vừa sau mấy đám kêu spy thôi chỉ thùng tật riêng mù thôi riêng spy thôi chỉ thùng tật thấy nghe cho nên là thùng có bận nặng phai với thầm thầm mình tiền con bận to thả nếu về cách ca rồi bao lo ban kêu bận đọc lời ví bạn thấy lời sẽ trở từ môn đời nưng ví có ban prai pru ពីប្រែប្រួលតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទាំងអស់អាចបរិយាយអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់វាបានឡើយអត់និយាយណាប៊ីឃើញប៉ុណ្ណឹងនិយាយដឹងនិយាយថាម៉េច
đăng tập ra dân thả mạch bỏ ra dài ở cả ông miên hạ bỏ ra dài bàn thì anh ấy còn ta mặc lâu nó bỏ lót nó tối tan ngôi vòng tùm rộng nước Allah subhanahu wa ta'ala thế cứ mình ác bỏ ra dài bàn hai Allah cầm ăn bắt đầu và hi ai mặc nhóm ta mà với đại trung trong bắt đầu là làm gì chúng tôi nâng là bị tam với là cột trong gì trong bát đã chỉ cả tập kịch bát đã phật đồ salat chấm luôn hai sập đòn trong một ngày một dục trong ban cho một quấn chụp được Musa lấy salam hai quát ban gì thà bà Musa sù ta mà cha được bọn này bát đã cả tập kịch cho vậy khác đó umat bọn này trong ban trai tàn là bị salat trai salat hai sập đòn trong một ngày một dục quát gì thà bên là bị Musa cho nẹt tập lấp tây rộng mà cha được bọn này vinh hai sông ca bẩn thu bẩn thỏi bất bạc cát na umat bọn này thiên nhiên là thập thiên ban lại bất nạc nhâm thọp xạ là bon con cháu Israel rồi mà ai hai co ban từ tôi bắt bị sao chỉ mới buộc kề và thọp tròn cát bắt bị sao đây từ anh đăng chứ mà từ sông bẩn thỏi chân lô co bẩn thỏi đặc nhâm co ban từ lấp từ chùa mình cha là bậc nhâm vĩnh hai nhâm co ban như thế ao mình cha là bậc nhâm sông mê ta bẩn thu bẩn thỏi đó umat bậc nhâm phong trong co ban bẩn thỏi ai pram ban sao sai pram ខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកវិញជួបនឹងមូសាខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាត្រង់បថយឲ្យ5ហ្នឹងអាហមទិលះថយឲ្យ5ហ្នឹងគាត់ក៏នៅនិយាយបន្តទៀតថាអ៊ុម្មាត់របស់នែឯងពិតជាគ្មានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានឡើយត្រឡប់ទៅសុំបថយតាមទៀតជាងលោកបន្តថាខ្ញុំក៏បន្តត្រឡប់ទៅជួបម្ចាស់របស់ខ្ញុំនឹងមកជួបមូសាទៅវិញទៅមកបែរទៅហើយទៅមកទៅហើយមកវិញរហូតដល់ត្រង់បានមានបន្ទូលថាបែររហូតដល់នៅសល់តែ5អោមូហាម៉ាត់ពិតប្រកបណាស់សាឡាត5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់រាល់សាឡាត1ពេលស្មើ10ដូច្នេះគឺវាមានចំនួន50ដារ៉ាបាទយើងសម្រាប់យ៉ាងមួយអល់ឡោះឲ្យ10អញ្ចឹង5ដងហ្នឹងអល់ឡោះឲ្យប្រហែលស្មើនឹង50ដារ៉ានេះអត់គន់គិតអំពីឲ្យយើងមួយអល់ឡោះគុណឲ្យ10ផ្សេងទៀតអល់ឡោះមួយគុណឲ្យ10រឿងផ្សេងទៀតគេប៉ះឡើមួយធម្មតាយើងធ្វើល្អមួយអល់ឡោះឲ្យមួយហ្នឹងគុណបន្ថែមឲ្យ10មិនអញ្ចឹងគុណបន្ថែមឲ្យ10មកតែប៉ះឡាច្រើនមែនទេសម្បះយ៉ាងនេះប៉ះឡាច្រើនមែនទេអឺហើយចុងក៏បានត្រឡប់មកវិញជួបនឹងមូសាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបន្តឲ្យ5មកនឹងរួចហើយមិញឥឡូវបានបន្តថាខ្ញុំនៅបន្តត្រឡប់ទៅជួបម្ចាស់របស់ខ្ញុំនឹងមកជួបមូសាអាឡៃសាឡាមទៅវិញទៅមករហូតដល់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអោមូហាម៉ាត់ពិតប្រកបណាស់សាឡាត5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់រាល់ពេលរាល់សាឡាត1ពេលស្មើ10ដូច្នេះមានចំនួន50សាឡាតបានស្មើនឹង50នេះជាហាឌីសមានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសអ៊ីម៉ាំមូស្លីមហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍មីរ៉ាជវហាបែរគ្នានេះដែរដែលបានរាយការណ៍អំពីម៉ាលិកប៊ីនអាប៊ូសក់សាអ៍អំពីអាប៊ូហ្សារអំពីអ៊ីប្នូអាបាសដែលមានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសសាហីទាំងពីរគឺសាហីបូខារីនិងមូស្លីមនឹងសិពើកំណត់ត្រាហាឌីសផ្សេងទៀតបានថាយើងមិនអាចលើកយកមកទាំងអស់បានទេយើងមិនអាចលើកយកមកទាំងអស់បានទេយើងលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែជាការសង្ខេបប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអាលីសណាវលជាម៉ាដាលីលតែមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងគ្រាន់តែយើងលើកយកដាលីលបន្ថែមដើម្បីបំពេញនៃដើម្បីបំពេញនៃប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើថាជឿគឺយើងអាចជឿបានទទួលបាន 100% ដោយមិនមានមន្ទិលសង្ស័យឬក៏ការប្រកែកអ្វីនោះទេកំណត់ចំណាំព្រឹត្តិការអ៊ីស្រានិងមិរ៉ាជគឺជាសញ្ញាដ៏ធំមួយដែលអល់ឡោះបានប្រទានឲ្យនាវីបានជាមុជីហ្សាត់សល្លឡោះសាឡាមដូច្នេះជាកតាបកិច្ចលើអ្នកមូស្លីមត្រូវមានជំនឿថាវាជាការពិតអានឹងចាប់តាមសង្ខេបគោលជំនឿឲ្យជឿថាវាជាការពិតហើយវាគឺជាឧត្តមភាពជាហ្វាឌីឡាត់ដែលអល់ឡោះបានប្រទានឲ្យនាវីយើងជាពិសេសក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់ដែលអត់មានអ្នកណាមានទេអត់មានអ្នកណាមានទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មិនបានតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីមួយជាពិសេសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះទេអត់ឲ្យយើងប្រារព្ធពិធីមួយឆ្នាំម្ដងខែតអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាចនៅយប់ទី27ខែរជប់នឹងទេច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេហើយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដែរដោយការធ្វើបន់ខួបឬមួយសាឡាតដោយតែសាមញ្ញជនឬក៏មនុស្សធម្មតាមួយចំនួនបានធ្វើនោះទេផ្ទុយទៅវិញការធ្វើបែបនេះគឺជាប្រការពិតអាបានណាវីសល់សាឡាមមិនបានដាក់ជាច្បាប់ឲ្យធ្វើហើយក៏គ្មានអ្នកចំនួនដើមណាម្នាក់ធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលគួរយកជាគំរូធ្លាប់ធ្វើដែរអ្នកដែលយកគួរយកជាគំរូចំនួនដើមមិនធ្លាប់មានអ្នកធ្លាប់ធ្វើទេ
ម្យ៉ាងទៀតមានអ៊ុលាម៉ាក្នុងអាហ្លីសុនណាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាសឡាតនៅយប់ទី27ខែរ៉ាយ៉ាប់គឺជាប្រការបិទអះគេ27ខែរ៉ាយ៉ាប់ហ្នឹងជាប្រការបិទអះដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបណ្ដាសាសនាវិទូមូស្លីមទាំងអស់បានបញ្ចេញទស្សនៈជាឯកច្ឆន្ទថាវាមិនមែនជាទង្វើមួយដែលជាប្រាក់ឲ្យធ្វើនោះទេបាទនេះការប្រារព្ធពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងយប់27ខែរ៉ាយ៉ាប់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាយប់អ៊ីស្លាមមីរ៉ាជនេះទេរីឯអ្នកដែលអនុវត្តនៅប្រការទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងទីមួយអាចថាអ្នកដែលអត់មានអិលមូលងងហើយគឺជាអ្នកដែលធ្វើប្រការបិទអាសឬក៏វាចង់ធ្វើប្រការបិទអាសនឹងតែម្ដងនបីសាឡឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអះដាសាហ្វីអមរីណាហាザម៉ាឡៃសមនុហ្វាវ៉ារដុនមានន័យថានរណាម្នាក់ដែលបានបង្កើតប្រការថ្មីក្នុងកិច្ចការរបស់យើងមកក្នុងសាសនានៅអ្វីដែលថ្មីអត់មាននៅក្នុងច្បាប់របស់យើងគឺត្រូវបានគេបដិសេធចោលមានន័យថាបើទោះជាព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាសំខាន់វាជាគោលជំនឿរបស់យើងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកថ្ងៃដែលនប៊ីអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាជនឹងមកប្រារព្ធពិធីមួយឆ្នាំម្ដងដែលគេសន្មតថានៅយប់ថ្ងៃទី27ខែរ៉ាយ៉ាប់ដើម្បីធ្វើជាព្រឹត្តិការអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាជបន់គូបមួយឆ្នាំម្ដងនឹងទេឬក៏បង្កើតអ៊ីបាដាតមួយថ្មីក្នុងយប់នឹងគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតនោះទេចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេះត្រៃតមេសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងគោលជំនឿរបស់យើងដដែលចឹងយើងស្លេះតែត្រឹមនេះសុផានតឡោះហុបមកវត្តហាមទីកាអាស្ហាដអលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តាស្តាហ្វរូកាវ៉ាតូគូឡៃវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអានីវ៉ាសហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន